Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tổng hợp của mình Thì ở video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mạch điều khiển một hệ thống cấp nguyên liệu Sử dụng 3 băng tải và một cái van xả Đây là cái mô hình của hệ thống mà mình vừa mới xây dựng trên phần mềm PCCMU Đó, 3 băng tải và một bồn chứa gồm một van xả nguyên liệu Thì đây là sơ đồ nguyên lý của cái hệ thống này Chúng ta sẽ có 3 động cơ M1, M2, M3 để kéo 3 băng tải Và một cái van xả nguyên liệu đặt ở đáy thùng Nguyên lý hoạt động của nó như sau Khi mà có một cái xe đẩy, đẩy vào vị trí, tác động vào nút ON Thì K1 sẽ được cấp điện, băng tải một chạy Sau khoảng thời gian cài đặt trên dơ le thời gian TH1 Thì K2 được cấp điện, băng tải 2 chạy Sau khoảng thời gian cài đặt trên dơ le thời gian TH2 Thì K3 có điện, băng tải 3 chạy Sau khoảng thời gian cài đặt trên dơ le thời gian t 3 Thì van xả của chúng ta sẽ được cấp điện, nó sẽ mở để xả nguyên liệu từ trên bồn xuống băng tải. Đó. Nghĩa là chúng ta hệ thống sẽ hoạt động theo thứ tự 1 2 3 4 và khi ấn nút stop thì nó sẽ hoạt động theo chế độ trình tự ngược lại, nghĩa là van xả sẽ dừng trước, nó sẽ bị mất điện và xả sẽ đóng. Sau khoảng thời gian cài đặt trên TH4 thì K3 sẽ mất điện, băng tải 3 của chúng ta sẽ dừng trước. Tiếp đến sau khoảng thời gian cài đặt trên T5 thì K2 mất điện, băng tải 2 dừng. Sau khoảng thời gian cài đặt trên dơ le thời gian TS6 thì K1 mất điện, băng tải một dừng, hệ thống của chúng ta dừng hoạt động. Đó. Nó sẽ dừng theo trình tự 4321. Thì bây giờ mình sẽ chạy mô phỏng cho các bạn xem. Đó. Khi mà ta ấn nút on, nghĩa là có xe đẩy vào tác động vào nút on thì K1 sẽ được cấp điện, băng tải một sẽ chạy. Dơ le thời gian TS1 đếm thời gian cái khoảng thời gian này chúng ta sẽ căn chỉnh làm sao cho nó phù hợp nhá. Đó, sau khoảng thời gian cài đặt trên ts 1 thì K2 được cấp điện, băng tải 2 chạy. Sau khoảng thời gian cài đặt trên dơ le thời gian TS2 thì K3 sẽ được cấp điện, băng tải 3 của chúng ta sẽ chạy. Tiếp đến dơ le thời gian TS3 sẽ đếm thời gian, để cấp điện cho van xả nguyên liệu. Chúng ta chạy theo trình tự như này để tránh cái trường hợp nguyên liệu sẽ bị ùn ứ trên băng tải nha. Van xả sẽ được cấp điện để xả nguyên liệu xuống và khi ấn nút stop thì van xả sẽ đóng luôn. Băng tải vẫn chạy để cấp nút nguyên liệu ở trên băng tải vào xe. Sau khoảng thời gian cài đặt trên TH4 thì K3 sẽ mất điện. Băng tải 3 sẽ dừng. Rơ le thời gian T4 sẽ đếm thời gian, T5 xin lỗi các bạn, T5 sẽ đếm thời gian. Sau khi đủ thời gian cài đặt trên T5 thì K2 sẽ mất điện, băng tải 2 của chúng ta sẽ dừng. Rơ le thời gian T6 lại tiếp tục đếm thời gian. Sau khoảng thời gian cài đặt thì chúng ta K1 sẽ mất điện, băng tải 1 sẽ dừng hoạt động. Chúng ta sẽ căn chỉnh cái khoảng thời gian này làm sao cho nó đủ để chạy băng tải những cái nguyên liệu trên băng tải xuống hết thùng xe để thì băng tải mới dừng nha. Đó. Bây giờ mình vừa chạy mô phỏng cái sơ đồ nguyên lý vừa chạy mô phỏng trên cái hệ thống mà mình xây dựng trên phần mềm PCCMU cho các bạn quan sát. Đó. Các bạn quan sát khi mà ta ấn nút on một có điện này, băng tải một sẽ chạy này. Đó các bạn có nhìn thấy cái đường đo đỏ này không? Đó, nó hơi khó nhìn nhá. Nhưng mà nó đang chạy này, đấy nó có cái viền đo đỏ chạy xung quanh băng tải ấy. Băng tải một chạy trước sau đó khoảng thời sau một khoảng thời gian thì băng tải 2 chạy. Đó, các bạn quan sát. Sau khoảng thời gian cài đặt trên TS2 thì băng tải 3 sẽ chạy khi mà ba băng tải đã hoạt động thì sau một khoảng thời gian cài đặt thì van xả nguyên liệu mới được mở nhá các bạn nhá. Đó các bạn quan sát đó, van xả của chúng ta đã được cấp điện, nó sẽ xả nguyên liệu từ trên bồn xuống băng tải để chuyển vào xe. Và khi mà ấn nút stop thì van xả của chúng ta sẽ mất điện đầu tiên. Ba băng tải vẫn tiếp tục chạy để đưa nguyên liệu còn lại trên băng tải xuống. Sau khoảng thời gian cài đặt thì băng tải 3 sẽ dừng trước Đó, chúng ta căn chỉnh thời gian trễ này làm sao cho để đảm bảo Nguyên liệu trên băng tải đã được chuyển hết xuống Thì băng tải của chúng ta mới dừng nhá Bằng cách chúng ta cài đặt cái thời gian trên TS4, TS5 và TS6 Khi mà TS6 đếm đủ thời gian thì K1 cũng sẽ mất điện Băng tải của một của chúng ta sẽ dừng, hệ thống của chúng ta sẽ dừng hoạt động thì mình xin kết thúc video của mình tại đây. Các bạn xem video thấy hay và có ích thì nhớ like, chia sẻ video.